Dạ, xin được mến chào tất cả cô chú và anh chị khách hàng thân thương đang xem kênh của em Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh. Đầu video thì cho em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú và anh chị. Chúc cho cô chú và anh chị đang có nhu cầu cần tìm mua nhà sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp nhất cho gia đình mình. Trong video ngày hôm nay thì em Thương lại có một căn nhà góc hai mặt tiền, nhà sân vườn để gửi đến cho cô chú và anh chị tham khảo. Căn nhà này thì cô chú và anh chị mình có thể vừa ở vừa tiện kinh doanh buôn bán nhỏ, vì mặt tiền đường nhà mình là khoảng tầm 6 m, đường thông nhiều hướng. Và căn nhà này thì có diện tích là ngang 7, dài cho 14 m, nở hậu là gần 8 m, nhà thuộc hướng đông, với thiết kế một trệt một lầu, công năng sử dụng là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, nhà mới chưa ở ngày nào luôn. Lúc trước thì gia chủ mua căn nhà này với một mức giá rất là cao, mua để dành tài sản cho con, nhưng ngày hôm nay công việc cần tiền xoay sở vốn làm ăn nên chấp nhận bán lại cho cô chú và anh chị nào có nhu cầu. Muốn bán gấp bán nhanh thì chắc chắn chỉ có bán lỗ thôi, lỗ đến vài trăm triệu, một căn nhà mới hầu như là 100%. Vậy thì bây giờ em Thương sẽ đi vào chi tiết của căn nhà này để chia sẻ những thông tin chính cho cô chú và anh chị mình tiện tham khảo. Căn nhà của mình là lô gốc hai mặt tiền, nằm trong khu dân cư ở hiện hữu cực kỳ là đông đúc. Mặt tiền đường nhựa 6 m, đường thông nhiều hướng, có vỉa hè, cống thoát nước, điện đường, camera thì đầy đủ. Khoảng sân rộng rãi cho cô chú và anh chị mình có thể tiện kinh doanh buôn bán nhỏ. Ở đây thì theo em Thương thấy, cô chú và anh chị mình có thể mở một cái quán nước, một cái quán cà phê sân vườn hoặc là buôn bán đồ ăn tạp hóa. Vì khu dân cư của mình thì xe qua lại rất là đông đúc cũng như là tấp nập. Hoặc là nếu gia đình mình đang kinh doanh mô hình cây kiểng thì khoảng sân này rất là lý tưởng, rộng rãi vô tư để cho cô chú và anh chị mình để được nhiều loại cây. Xung quanh thì có hàng rào sắt, cửa sắt bảo vệ. Nhà mình pháp lý sổ hồng riêng thì sử dụng điện nước riêng. Điện nước trong căn nhà thì đã có sẵn, cô chú và anh chị mình mua là chỉ cần dọn đồ và ở ngay thôi. Vị trí chính xác căn nhà của mình là thuộc xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Từ vị trí này cô chú và anh chị mình rẽ phải là mình đã ra tới khu công nghiệp Cầu Tràm. Nhà cách khu công nghiệp Cầu Tràm cũng như là chợ Trung Thành thì đúng 1 cây số, và cách chợ Bình Chánh là 6 cây số. Cô chú và anh chị đang ở các quận trung tâm thì có thể di chuyển theo hướng quốc lộ 1A, rẽ trái vào chợ Bình Chánh, Đinh Đức Thiện, di chuyển thẳng một đường xuống tới khu công nghiệp Cầu Tràm, thì em Thương sẽ đón cô chú và anh chị vào xem đúng căn nhà ngày hôm nay. Dạ thì căn nhà này lúc trước gia chủ mua vào năm 2022, giá gần 2 tỷ, nhưng ngày hôm nay vì lý do công việc cần tiền nên chấp nhận bán lại cho cô chú và anh chị với một mức giá thật sự thiện chí, đúng 1 tỷ 650 triệu, giá tổng không phát sinh, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Nhà mình pháp lý sổ hồng riêng thì có sẵn, mua bán sang tên công chứng lúc nào. Cô chú và anh chị mình không đủ tài chính thì mình có thể cắm sổ vay ngân hàng, gia chủ sẵn sàng hỗ trợ cô chú và anh chị mình vay ngân hàng từ 50 đến 70% giá trị của căn nhà này. Khoảng không gian bên trong căn nhà của mình ở dưới tầng trệt thì gồm một phòng khách, một nhà vệ sinh và một bếp. Gia chủ sẽ tặng lại cho cô chú và anh chị mình một số nội thất cơ bản như là một bộ ghế sofa, kệ tủ bếp trên dưới và một bộ bàn ăn 4 ghế. Gia đình mình về đây thì đỡ một phần chi phí sắm sửa nội thất. Nhà mình thì trần được dựng hợp rất là cao, thông thoáng mát mẻ, có cửa chính bằng sắt 4 cánh nè, trang bị sẵn rèm. Khoảng không gian phòng khách thì có trổ thêm cửa sổ để cho cô chú và anh chị mình lấy thoáng, lấy gió, không có bị ngợp trong không gian căn nhà của mình. Với vị trí căn nhà ngày hôm nay thì cô chú và anh chị mình có thể mua về đây vừa ở vừa tiện kinh doanh buôn bán, hoặc là có thể để lại cho thuê. Về phần khách thuê thì em Thương sẽ hỗ trợ giới thiệu cho cô chú và anh chị. Ở đây căn nhà này thì có thể cho thuê từ giá 3 triệu đến 4 triệu một tháng, nằm gần khu công nghiệp Cầu Tràm nên rất là dễ cho thuê nha cô chú và anh chị. Vậy thì những căn nhà góc hai mặt tiền thì lâu lâu mới có một căn, nhưng mà căn nhà ngày hôm nay vừa góc hai mặt tiền mà lại là đường thông nhiều hướng, ô tô xe tải di chuyển qua lại thông thoáng. Nhà mình mà có di chuyển nội thất, trang trí nội thất thì xe cũng tới nơi, rất là tiện cho gia đình mình. Vậy thì những căn nhà góc hai mặt tiền lâu lâu mới có một căn, nhưng mà căn nhà ngày hôm nay thì rất là đặc biệt, vừa góc hai mặt tiền, đường thông mà lại là đường ô tô xe tải di chuyển qua lại thông thoáng. Cô chú và anh chị mình về đây mà có trang trí nội thất thì ô tô di chuyển đồ đạc cũng đến nơi, rất là tiện cho gia đình mình. Dạ thì không gian trên lầu thiết kế cho mình là 2 không gian phòng ngủ, căn phòng nào cũng rất là rộng rãi luôn, cô chú và anh chị mình có thể thoải mái để giường, để niệm, để kệ tủ quần áo, có chừa cửa sổ, bóng đèn, ổ điện, đường dây chờ máy lạnh cũng được chừa sẵn, và nhà vệ sinh thì được đặt chính giữa để cho mình sử dụng chung. Trang thiết bị nội thất cơ bản cũng được trang bị giống như nhà vệ sinh ở bên dưới. Căn nhà này chỉ còn thiếu một số nội thất cơ bản như là giường, kệ tủ quần áo, bàn trang điểm thôi. Cô chú và anh chị mình về thì có thể sắm sửa theo nhu cầu và sở thích của gia đình. Vậy thì đây là căn phòng cuối cùng. Hai căn phòng thì diện tích cũng giống như nhau, cũng đều được trổ những ô cửa sổ để lấy thoáng, lấy gió. Cửa sổ thì được làm hai lớp, có những khung sắt bảo vệ, an toàn. Cửa căn phòng thì đều được chọn là loại cửa gỗ rất là cao cấp và sang trọng nè. Và căn phòng này điều đặc biệt hơn là mình có một cái cửa ban công rất là thông thoáng, bên ngoài những ban công thì đã được rào lại rất là an toàn. Cô chú và anh chị mình có thể đón nắng phơi đồ ở khu vực ban công hoặc là khu vực sân, rất là tiện cho gia đình của mình.
Dạ thì những chi tiết em Thương đã chia sẻ rồi. Bây giờ thì em sẽ tóm tắt ngắn gọn lại cho cô chú và anh chị mình tiện tham khảo cũng như là nắm rõ thông tin. Nhà mình với diện tích là ngang 7, chiều dài là 14m, nở hậu gần 8m, lô gốc 2 mặt tiền, với pháp lý sổ hồng riêng, đất thổ cư, có hỗ trợ vay ngân hàng, gia chủ đang cần tiền, chấp nhận bán lại cho cô chú và anh chị với một mức giá 1 tỷ 650 triệu, giá tổng không phát sinh, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Nhà mình thì sổ hồng có sẵn, cô chú và anh chị mình mua là có thể sang tên công chứng bất cứ lúc nào. Dạ thì dù cho cô chú và anh chị mình sở hữu căn nhà có giá trị bao nhiêu thì trước tiên em Thương cũng sẽ đi test quy hoạch để cho cô chú và anh chị mình yên tâm hơn trước khi mình tiến hành mua bán. Và căn nhà này nếu cô chú và anh chị mình muốn hỗ trợ vay ngân hàng thì em sẽ tìm một ngân hàng có lãi suất thấp và bình ổn để giới thiệu cho cô chú và anh chị. Hoặc là cô chú và anh chị mình mua nhà không ở liền thì em sẽ hỗ trợ giới thiệu khách thuê cho cô chú và anh chị mình có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Vậy thì khi quý cô chú và anh chị mình tham khảo trên video như thế nào thì khi xuống xem nhà thực tế cũng đúng như vậy, cam kết là chia sẻ nhà thật, giá thật, vị trí chính xác, không báo giá ảo để cho cô chú và anh chị mình mất thời gian. Khu vực nhà mình là trung tâm đầy đủ tiện ích, di chuyển bán kính khoảng tầm vài trăm mét đến một cây số là đã có trường học các cấp, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động rồi, về đây sinh hoạt cũng giống như thành phố 1910. Cô chú và anh chị có quan tâm về căn nhà ngày hôm nay, thấy căn nhà này thật sự phù hợp với nhu cầu và tài chính của gia đình mình thì hãy tranh thủ nhấc máy và gọi ngay cho em theo số điện thoại 0935 383 449 để em hỗ trợ tư vấn rõ ràng trước khi cô chú và anh chị mình xuống xem nhà. Cảm ơn tất cả cô chú và anh chị đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả cô chú và anh chị trên video tiếp theo.